trước mắt các bác và anh em, hành vi đang test bò hát có tổng người giá là 67.200.000, bao gồm loa JBL MRX525 full kép sản xuất tại Mỹ, loa nguyên thùng xốp và một quả súp Teletechi công nghệ Mỹ, một đẩy 1 DVD 4 kênh. Anh nhớ biên thủy có nhớ không? Quá quê anh em nhớ. Tiếng chát chát đêm cách cách có người đang ngắm chờ. Như anh thầm khăn tay ngắm hồi giấc ngủ say lòng bẽ quả mong bước đêm đông. Ôi vui ban đầu mới biết nhau. Phải loài các bạn nhá. Đêm trăng ước hẹn hai mái đầu. Ước mơ mình sống bên nhau, dẫu cho gió mưa bão thể yêu nhau đến muôn ngàn sao. Hay. Mang theo cuối trời câu lối cái khúc lỗi buồn đêm đông do ca sĩ Trấn Thành. Hôm nay vàng cháy em nhá. Quay. Em phải quay mặt của bác nhầm em bảo đĩa. Em ok em nhá. Loa Mỹ em dám chết cái ok để bác nghe chưa không? Không biết đây là nó như nào không? Test karaoke là một trong phân khúc khó nhất của chơi nhạc các nhá. Đòi hỏi độ mềm mại của mic, độ bay bướm của mic, độ dẻo của mic và độ hoa quyện của nhạc. Đôi loa này là JBL MRX55 hàng nguyên hộp xốp nhập từ Mỹ với cấu hình 67.200.000 và đôi độ phê pha là không. Các bác có thể đeo tai phone vào để so sánh nha anh em, ghép để crowd không nhá, xem một chất nào. Đeo ngay tai phone cho em đấy. Chát chát cách cách áp bình đó là cấp mấy hòa chung non đường. Ngày mai thái tình ta sẽ không nghĩa xa. Xuân sẽ không về lúc chiến tranh, mang theo cuối trời câu vấn nguy. Quá hay anh em nhá, nhốt vào tim luôn. Như em nhìn bóng con thư, tiếng ru nét môi mỉm cười, niềm tin yêu xót tan sâu. Như em nhìn bóng con thơ, tiếng ru nét môi mỉm cười, niềm tin yêu xót tan sâu thương. Như em nhìn bóng con thơ, tiếng ru nét môi mỉm cười, niềm tin yêu xót tan sâu thương. 67.200.000, bây giờ em mới mở trực tiếp nhá. Đây là karaoke, đây là bản khó nhất của vấn đề test âm thanh, nhưng mà em dám test karaoke trước thôi nhá. Giờ nhạc đơn giản thôi, em mời các bác nghe đủ thể loại từ Z-Mix, từ Bolero, từ Rumba. Cái dòng loa này thì bạo lực các bác nhá. Bạo lực được này, nhẹ nhàng được, du dương được, tiếng tách bạch trong sáng chi tiết. Bây giờ phần nhạc mạnh quá nhá. Bác nghe. Bác có thể đeo iPhone để so sánh cho anh em và test cũng cùng câu hình các bác nhá. Cho nó chất lượng anh test thế nào. Anh mới đã thu âm từ chiếc điện thoại. Sau đó em giới thiệu chi tiết. Lên nào, lên nào. Chất hay. Ok với nhá. Một bản khác. Đấy. Rồi em test trực tiếp với này. Kích chạy luôn với nhá.
mà nghe tiếp bát bánh loay luôn. Thôi, để nó xa một chút, gần quá máy thoại nó bị thu, nó bị cháy không. Hàng mới chắc chắn vào nhá, chưa có xúc bãi ra. Cơn gió không chịu luôn, trăng gầy nghiêng máu cài sông, nhớ ai mà ánh đèn hiu hắt, lá vàng nhẹ nhẹ đưa tưởng như bước lê hè phố, có người còn gái buông tóc phải chưa? Cho buồn đơn côi, phố nhỏ vắng tên một. Thì bây em đã hiểu qua chút để bác lắm được. Thì đây là đôi loa nhập khẩu Mỹ nhá, JBL MRX 525 nguyên thùng xốp, sử dụng 2 bát 40 từ leo và tép leo. Sau này nghe nhạc hay hát hay không nhá. Và ghép một quả súp TD Tai Chi bát 30 công lực như 50 từ 220 qua 100, một cú đẩy Motivity mà A 4800. Con này thì em đang đánh hai kênh cho lo full, một kênh súp kênh bỏ trống, một vang Vila X6, một lưng tiếng, một quả linh nguồn mới xuôi khai đấy. Thì bác nào có nhu cầu về ghép crown nhé, em có một cục đẩy crown Macrotech 3600 nhé, con này là hàng Mỹ xịn nhé, 110 đấy. Bác nào mua thanh lý cho là 30 triệu nguyên bản lắm nhé, thanh lý của nhà đại gia đấy, chạy 110. Thì em ghép multi thôi, em mời bác có thể là anh em quảng cáo là ghép crown hay thì anh bác cứ lấy đúng cái bộ này của em, đúng cái loa này bác nhá. Bác cắm này phone bác so sánh anh em đã ghép crown tầm 40-50 triệu bác ghép thử. Nếu không hay hơn em biếu cái dàn máy luôn. Không hay hơn em biếu dàn máy bác nhá. Đấy khẳng định các bác luôn. Đấy biếu hẳn dàn máy 67 triệu 100 này. Đấy còn muốn so cơ thủ thì em lên trực tiếp làm. Đấy mỗi thằng một bên. Em nhá, biếu dàn máy luôn. Thì là hứa các bác như vậy. Đó, ok các bác. Đây các bác, bộ này là 67 triệu 200 bác nhá.